cho đường vô từ từ nha. Khóa học bánh âu thì sẵn đây cô chia sẻ cho các bạn luôn, thì bếp ba mình có hai cái khóa học là khóa học bánh âu căn bản và khóa học bánh âu nâng cao. Thì căn bản là những cái loại bánh thông dụng thông thường nhất mà các bạn có thể khởi nghiệp, còn bánh nâng cao thì các bạn có thể được học thêm những cái dòng bánh nó cao cấp hơn, hoặc là các bạn có quyền yêu cầu hơn, ví dụ cô nói những cái dòng bánh lạnh, bánh mút chẳng hạn. Rồi ví dụ như cao cấp hơn chút xíu nữa thì những cái dòng bánh biến tấu sáng tạo. Thì thông thường á, các bạn nếu mà biết sơ sơ rồi các bạn nên đăng ký vào cái khóa học bánh nâng cao đi, để nhiều khi mình còn có cái yêu cầu. Còn những cái bánh căn bản á, thì các bạn học theo cái chương trình không có được quyền yêu cầu, khác biệt vậy. Và cái chứng chỉ nó ra nó cũng có khác biệt. Thì cái thời gian học bánh của bếp ba thì nó đa dạng lắm các bạn. Có buổi sáng nè, có buổi chiều nè, có buổi tối nè. Tuy nhiên á, mỗi tuần nó sẽ có thời khóa biểu lên lịch. Nhưng thì các bạn cũng đừng có hoang mang rằng chúng ta cần phải học theo thời khóa biểu. Giống như Diễm nè, là học viên cũng đã 2 năm nhưng đều không có học được theo thời khóa biểu. Mà những cái buổi nào mà Diễm rảnh ở phòng khám thì có nghĩa là đăng ký riêng vào cái nhóm Zalo hoặc trợ lý của bếp ba đó, thì sẽ sắp cái lịch riêng cho chị Diễm học. Cụ thể như hôm nay nè, thì Diễm cũng có thể chia sẻ chút xíu về mình được học những cái bánh gì và cái thời gian học như thế nào cho minh chứng cho các bạn nghe đi Diễm. Dạ, em là học viên của bếp ba 2 năm rồi. Thì cái thời gian mà học ở bếp ba thì cũng rất là linh hoạt đó các bạn. Tại vì bình thường cái ngày, những cái ngày thứ thì Diễm có việc làm riêng rồi, nên là cái thời gian học theo thời khóa biểu ở bếp ba thì ít, cho nên là hôm nay là cái ngày mà được rảnh, được nghỉ ở nhà, nên là mình yêu cầu nhắn tin cho cô, mình yêu cầu học cái món này để mà có cái món quà tặng cho bản thân trong cái dịp sinh nhật sắp tới. Cái món trong cái khóa học bánh đâu mà chị tham gia đó là từ 2 năm trước tới hôm nay chị học được bao nhiêu loại bánh, chị nhớ chị có kể sơ sơ đại khái một vài loại đi đặc trưng chị học bạn. Được một vài món bánh mì ngọt, yeah. Rồi bánh su kem nhân trứng dẻo, bánh su kem dẻo, rồi các dòng bánh mì, rồi những dòng bánh cút khét nhỏ nhỏ đó, rồi những dòng bánh mút. Tuy nhiên á, thì khi các bạn đăng ký học á, thì chương trình của bếp ba thiết kế theo cái cơ cấu chung. Như điều các bạn có thể yêu cầu, thầy cô mình sẽ hướng dẫn theo cái nhu cầu thực tế. Cụ thể như cái bánh rét hôm nay, rét Violet hôm nay đó là Diễm muốn làm tặng người thân, thì mà yêu cầu thì cô sẽ hướng dẫn thôi, nó rất là đơn giản. Thời gian cũng vậy nữa, lưu ý các bạn nên nhớ là chúng ta không cần phải học theo thời khóa biểu của trung tâm đưa ra, mà các bạn có thể chọn một thời khóa biểu. Bên trung tâm bếp ba sẽ sắp xếp giáo viên, thời gian để mình có thể những cái buổi học phù hợp. Gần đây thì bếp ba có tăng cường thêm những cái buổi học vào ban đêm cho những cái anh chị nào mà ban ngày chúng ta đi làm không có học được đó, thì các anh chị có thể tham khảo vào lớp ban đêm cũng được. Thì những cái dòng bánh mà cô chia sẻ luôn cho các bạn đó là, nhắc lại nè, bánh cookie nè. Thì trong cái cookie nó có rất nhiều loại, cookie Weber, cookie nho, cookie dừa sấy, rồi bánh mềm thì có bông lan, thì bông lan sô cô la, trà xanh, bông lan dừa, rồi bánh cuộn, rồi bánh mì. Bánh mì thì nó có rất nhiều loại, rồi bánh su nó cũng nhiều loại, su ngọt, su mặn. Rồi những cái dòng bánh mút thì mút chanh dây, dâu tây, thì nói chung nó đa dạng, nó đủ hết chứ không có thiếu cái gì, các bạn cứ yên tâm. Rồi sau khi các bạn học mà các bạn cần thi chứng chỉ nghề thì nó sẽ có cái thời gian là ví dụ như 3 tháng hay 6 tháng. Các bạn theo dõi cái trang web của bếp ba sẽ có thông tin là thi chứng chỉ, thì các bạn cần thì các bạn quay lại các bạn đăng ký, các bạn dự thi. Nó rất là đơn giản, thì các bạn có thể hình dung được cái nghề học bánh tại bếp ba như thế nào. Hôm nay cô chia sẻ như vậy. Rồi, sáng nay chị có thể chia sẻ là trong quá trình đi học bánh âu ở bếp ba là chị có vận dụng đưa những loại bánh về chị kinh doanh chưa, và bạn hộ khách hàng khi ăn những loại bánh mà chị làm ra như thế nào, chị có thể chia sẻ một chút xíu cho mọi người cùng biết được không chị? Dạ. Cái món bánh su dẻo ấy, dạ, là mình về mình áp dụng mình bán là khách hàng phản hồi là rất là ngon hơn là so với những cái chỗ bán khác mà khách ta từng ăn. Đó, rồi cảm ơn Diễm nha. Rồi bây giờ lòng trắng nè. Hey.